Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Về tai, trong bụng mẹ, hai tai nằm khoảng giữa dòng xoắn bào thai, do đó phản ánh tình trạng phát triển của ba hệ thống chính, đó là tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh. Hệ tuần hoàn tương ứng với dành tai ngoài, hệ thần kinh với dành tai giữa và hệ tiêu hóa với dành tai trong. Hình dáng và độ nét của tai cho thấy cách ăn uống của bà mẹ lúc mang thai. Dành tai giữa nhô lên cho thấy thể chất dương, sụp xuống là âm. Nếu tai giãn ra, thể chất là âm. Người có tai giãn thường lâm vào thế bất lợi, tầm nghe không rộng, dễ có quan niệm hẹp hòi. Tai áp sát bề lưng vào da đầu, nhất là tai dài to thì quân bình hơn. Người có tai như thế thường thành đạt trong đời, họ có thể nghe được nhiều phía và phán đoán chính xác hơn người có tai giãn và nhỏ. Tai nhỏ và ngắn có nghe đầy đủ, khiến người ta dễ có suy nghĩ thiếu sót và cư xử sai lầm. Tai thường động đậy là dấu hiệu cho thấy tiêu thụ quá nhiều thực phẩm gốc động vật. Nhìn lớp người cao tuổi, sinh vào thập niên 1930 trở về trước, ta thấy nhiều cụ có trái tai to dày, tách bạch rõ ràng. Điều này cho thấy các thế hệ tiền dân ăn uống quân bình. Trái lại, người thời nay ăn uống lộn xộn, nhất là dùng nhiều thức ăn gốc động vật, nên tai của nhiều người bị trút lên cao và mất trái tai. Người không có trái tai thường thiếu sức bền, do đó công việc dễ buông xuôi vào lúc cuối. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng phương pháp thực dưỡng, nhiều người thấy hình dáng tai thay đổi, trái tai tự nhiên có vết hằn xuống rồi tách ra. Đông y xem tai là hình chiếu của thận, dành tai dài, trái tai to, màu da nhẵn bóng, không thấy các mạch máu nổi ra là đặc trưng của thận sung mãn. Nếu thịt ở trái tai mỏng có màu nâu sẫm hoặc đỏ tím thì thận bệnh, có thể bị tiểu đường. Dành tai đen khô cho thấy thận suy. Trái tai có màu xanh bầm cho thấy tinh dịch hao kiệt. Ở trái tai có một nếp gấp xiên, thường là dấu hiệu của bệnh ở mạch dành tim. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Ha ha ha, 问什么的说